Đơn thân nuôi con ở Mỹ, Thúy Nga dạy con sớm tự lập, chi gần 500 triệu trên một năm cho nhóc tỳ đi học. Sáng mà nó ra ngoài cửa sổ mà nó thấy mây bay thì nó nói mẹ ơi, sao nay mây đi bộ lẹ quá vậy mẹ? Hôm nay mẹ gắn cái tóc xạo này đẹp. Thúy Nga sinh năm 1976, được biết đến là một nữ diễn viên hài nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu mến. Có sự nghiệp thành công là vậy, nhưng cô lại không được may mắn trong chuyện hôn nhân. Sau một thời gian theo nửa kia sang Mỹ định cư thì đến năm 2015, nữ danh hài bất ngờ hé lộ về cuộc hôn nhân chóng vánh. Theo đó cả hai kết hôn chỉ trên danh nghĩa vợ chồng và chồng cũ đã ôm 7 tỷ bỏ trốn sau đám cưới. Cũng chính vì thế, kể từ khi mang bầu con gái đầu lòng Nguyệt Cát, nữ danh hài đã xác định một cuộc sống làm mẹ đơn thân. Con gái ruột chính là động lực để cô trở nên mạnh mẽ và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Hiện tại, Thúy Nga đã có hơn 10 năm định cư ở Mỹ. Cô tự xây cho mình một biệt thự trị giá triệu đô với hàng chục căn phòng lớn nhỏ khiến ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp. Nhiều năm miệt mài kinh doanh và hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, nữ danh hài hiện có một cuộc sống sung túc và vượt qua biến cố nợ nần do chồng cũ để lại. Ở tuổi lên 10, con gái danh hài Thúy Nga đã lớn phỏng. Cô bé được khen là càng lớn càng xinh xắn, hoạt bát và đáng yêu. Dù rất bận rộn, nhưng Thúy Nga tự hứa sẽ cố gắng thu xếp mọi việc để có thêm nhiều thời gian ở gần con. Bé Nguyệt Cát tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã rất tự lập và có khả năng nói trôi chảy tiếng Anh. Điều này cũng là một phần nhờ vào sự đầu tư khủng của Thúy Nga cho con gái ngay từ khi còn nhỏ. Được biết, nhóc tỳ hiện đang học ở một trường quốc tế với mức học phí rơi vào khoảng 360 đến 480 triệu đồng mỗi năm. Trong những lần kể về con gái, Thúy Nga bày tỏ niềm tự hào vì con còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, sống tình cảm. Đặc biệt, nữ danh hài tiết lộ con gái đã sớm bộc lộ những tố chất nghệ thuật rất rõ. Tuy nhiên, Thúy Nga chỉ cố gắng tạo điều kiện để con phát triển đúng với thiên hướng của bản thân, chứ không gò ép, bắt con theo ý của mình, Thúy Nga bộc bạch. Quan điểm của tôi là luôn để con phát triển tự nhiên đúng lứa tuổi, đúng với sở thích của con. Tôi không bao giờ gò ép con đi theo con đường mẹ chọn. Thay vào đó sẽ là hướng dẫn, tư vấn cho con để con đi đúng hướng, phát triển được khả năng của mình. Tương lai nếu con muốn làm nghệ thuật hay bất cứ ngành nghề nào, đương nhiên tôi vẫn sẽ ủng hộ con hết mình. Khi xuất hiện trên một talk show bên cạnh Ngọc Lan và Quyền Linh, bà mẹ đơn thân từng có khá nhiều chia sẻ về hành trình hơn một thập kỷ ở vai nuôi con của mình. Thúy Nga cho biết cô từng cảm thấy hối hận khi làm mẹ đơn thân và cũng không còn oán hận người chồng cũ khi anh vô trách nhiệm với con. Nữ danh hài xem đó là sự an bài của số phận và xác định vui vẻ đi cùng con gái qua mọi khó khăn, sóng gió, tận hưởng niềm hạnh phúc, mẹ con làm gì cũng có nhau. Làm mẹ đơn thân chưa từng là chuyện dễ dàng với bất kỳ ai, lại sống ở nơi đất khách quê người thì chắc hẳn phải có nhiều khó khăn hơn cả. Thế nhưng nhìn vào cuộc sống hiện tại của Thúy Nga bên con gái, công chúng đều không khỏi ngưỡng mộ trước bản lĩnh, nghị lực và sự giỏi giang của bà mẹ đơn thân này. Trải qua những việc không hay trong quá khứ, thật mừng vì cô đang vô cùng sung túc và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.